Tô Lâm sẽ xử lý Thích Trần Quảng là nằm trong kế hoạch hạ bệ phe Nghệ Tĩnh. Vụ việc nhà sư Thích Trần Quảng, tên thật là Vương Tấn Việt, sở hữu nhiều bằng đại học và có bằng tiến sĩ cấp tốc, đã và đang nóng trên mạng xã hội từ nhiều tháng qua. Nhưng sau khi luật sư Nguyễn Ngọc Luân ở Sài Gòn gửi thư ngỏ đề nghị Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm, thì câu chuyện chuyển sang một hướng hoàn toàn khác. Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hệ bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt được cấp vào năm 1989 là bằng giả, bởi ông Việt không có tên trong danh sách thi và cấp bằng bổ túc văn hóa cấp 3 khóa vào ngày 6 tháng 6 năm 1989. Truyền thông nhà nước dường như nhận được sự chỉ đạo đã nhanh chóng vào cuộc và đồng hành yêu cầu cần ra soát toàn bộ bằng cấp của ông Thích Trần Quảng sau nghi vấn bằng cấp 3 giả. Các chuyên gia cho rằng cần ra soát lại toàn bộ quá trình học và bằng cấp từ tiểu học đến đại học tiến sĩ của ông Thích Trần Quảng để có thể đánh giá, kết luận và xử lý thỏa đáng. Tại sao lại có một chiến dịch rất thống nhất và bài bản lớp làng như vậy? Điều đó có liên quan gì đến các thông tin lâu nay cho rằng sư Thích Trần Quảng có quan hệ huyết thống với ông Chủ tịch Hồ Chí Minh? Theo đó, Vương Tấn Việt là cháu nội của ông Vương Chí Nghĩa, một người anh em cùng cha khác mẹ với ông Hồ Chí Minh. Công luận vẫn cho rằng ít ai biết chính xác về thân thế của sư thầy Thích Trần Quảng, Vương Tấn Việt, nhưng chắc chắn nhân vật này phải được chống lưng bởi một thế lực chính trị rất lớn. Với lý do ông rất giàu và từng công khai tự nhận là cháu của ông Hồ Chí Minh mà vẫn bình chân không bị công an tới hỏi thăm. Đặc biệt, các hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy trong các sự kiện có liên quan đến sư Thích Trần Quảng thường có sự góp mặt của đại tá Nguyễn Tất Trung. Đây là người được cho là có mối quan hệ huyết thống với ông Hồ Chí Minh. Theo đó, đại tá Nguyễn Tất Trung là con của bà Nông Thị Xuân với ông Hồ Chí Minh. Sắp xếp các sự kiện cho thấy sư Thích Trần Quảng đã vi phạm trong việc sử dụng bằng giả và mua bằng tiến sĩ. Cách đây chưa lâu, ông còn bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam áp lệnh cấm thuyết giảng 2 năm do có các phát ngôn và bài giảng mang tính gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ngoài ra, trong bài giảng, ông Thích Trần Quảng ám chỉ và sách mé gọi sư thầy Thích Minh Tuệ, một người tu theo hạnh Đầu Đà, là thằng ba trợn. Điều đó đã gây ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Một số nhà quan sát đánh giá, sau khi giành chọn quyền lực thống lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam, mục tiêu tối cao của Tô Lâm là sẽ xóa sổ phe Nghệ Tĩnh. Với lý do các nhóm chính trị này là bệ đỡ quyền lực của Tổng Trọng, đồng thời trong suốt hơn 10 năm cầm quyền công Trọng, phe Nghệ Tĩnh đã làm mưa làm gió trên chính trường của Việt Nam. Theo một số ý kiến, Tô Lâm muốn dỡ bỏ các di sản của ông Tổng Trọng, nhất là nhân sự của hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh. Việc truyền thông nhà nước đồng loạt đưa các thông tin sai trái của sư Thích Trần Quảng là chiêu chỉ tang mạ hoè, một cách tấn công gián tiếp đối thủ của ông Tô Lâm, nhằm mục đích làm cho công luận thấy rằng đến nay, việc một số phe nhóm chính trị trong đảng vẫn mượn hình ảnh của ông Hồ Chí Minh làm bình phong để xưng hùng xưng bá là điều hoàn toàn không còn giá trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Lâm sẽ xử lý Thích Trần Quảng để hợp pháp hóa kế hoạch hạ bệ phe Nghệ Tĩnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và nhấn theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm bất lực khi xử lý Phó Thủ tướng Lê Minh Khái? Truyền thông nhà nước vào ngày 13 tháng 8 đồng loạt đưa tin kỷ luật cảnh cáo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Bản tin cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào ngày 13 tháng 8 đã họp xem xét thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên bị phát hiện có sai phạm, khuyết điểm. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng do có liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đô thị Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Ông Lê Minh Khái bị cáo buộc vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm mất uy tín của tổ chức đảng và các ngành thanh tra. Bên cạnh đó cũng có cáo buộc
khẳng định rằng ông Khái đã nhận hối lộ khoảng 2 triệu đô la từ bà trùm Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chủ dự án khu đô thị Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó tại hội nghị Trung ương bất thường vào ngày 3 tháng 8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã bị cho thôi giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Như vậy, ông Khái đã bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng, nhưng vẫn là Phó Thủ tướng Chính phủ. Vì Quốc hội khóa 15 đang trong thời gian nghỉ giữa hai kỳ và chưa có cuộc họp bất thường cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa có thông báo về việc miễn nhiệm ông Lê Minh Khái, nên về nguyên tắc ông Khái vẫn là Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, do ông Khái đã không còn là Ủy viên Trung ương Đảng, nên việc ông sẽ mất chức Phó Thủ tướng là điều chắc chắn. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái là cấp phó cuối cùng trong nội các của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong bầu chọn sau Đại hội 13. Trước đó các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam đã bị thôi chức do trách nhiệm của người đứng đầu. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thì bệnh nặng qua đời đột ngột. Các Phó Thủ tướng Chính phủ được bầu bổ sung là các ông Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà và Lê Thành Long, cùng với anh Khái hiện nay là 4 Phó Thủ tướng trong Chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Trong đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, một nhân vật cộng cán phe Hà Tĩnh, được cho là đã nằm trong tầm ngắm khóa số 8 của Bộ Công an. Theo giới thảo tin, một trong những lý do khiến ông Tô Lâm cho xử lý ông Lê Minh Khái ngay trong ngày đầu nhậm chức Tổng Bí thư là liên quan đến việc bà Trương Thị Mai, bà Mai đã lấy cương vị lãnh đạo cao nhất, nhiều lần thúc ép và đe dọa các lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, buộc họ phải tiếp tay cho đại gia Nguyễn Cao Chí và bà trùm Trương Mỹ Lan. Đổi lại, bà Mai được Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận biếu một căn biệt thự khủng ở Sài Gòn với trị giá khoảng 2 triệu đô la. Đây là những đồng tiền bẩn từ hối lộ của bà Trương Mỹ Lan gửi Bí thư Trần Đức Quận để đưa cho bà Mai. Như vậy, theo giới quan sát, nếu Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thoát bị khởi tố hình sự, thì bà Trương Thị Mai cũng sẽ bị hạ cánh an toàn. Trong lịch sử Đảng, những năm gần đây, hầu hết các lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị có đặc quyền miễn truy tố. Chỉ duy có Đinh La Thăng là cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị kết án trên 30 năm tù bởi đòn thù của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các lãnh đạo cấp cao từ Ủy viên Trung ương Đảng trở lên khi tham nhũng được phép chủ động xin thôi và xin nghỉ sau khi nộp lại tới 2/3 số tiền tham nhũng, tài sản tiền bạc tham nhũng trước đó không bị tịch thu, sung công quỹ theo quy định của pháp luật. Việc ông Lê Minh Khái hay bà Trương Thị Mai có nhận hối lộ đến 2 triệu đô la từ bà Trương Mỹ Lan mà không bị khởi tố hình sự hay thu hồi tài sản có được do tham nhũng, cho thấy ông Tô Lâm vẫn không có khả năng vượt qua làn danh đỏ. Qua đó cũng cho thấy với quyền lực hiện tại, ông Tô Lâm không phải là muốn làm gì cũng có thể làm được. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm bất lực khi xử lý Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.